Chào các bạn. Thời điểm tốt nhất phun phân bón lá cho cây hoa hồng là vào lúc nào? Rất có thể bạn chưa biết. Thưa các bạn, khác nhiều với cây hoa hồng cho ăn bằng đường rễ, cho cây hoa hồng ăn qua lá và qua vỏ cây có rất nhiều điều khác biệt và ưu điểm. Nó giúp chúng ta kiểm soát sự sinh trưởng của cây hoa hồng theo ý mình, gần như tức thời, nếu bạn thực hành đúng kỹ thuật. Hai khác biệt sẽ rõ ràng ngay sau khi bạn chăm sóc cây hoa hồng bằng hai đường, cho ăn qua rễ và cho ăn qua lá. Chú hoa hồng sẽ mô tả cho các bạn như sau, trước khi chú hoa hồng bật mí cho các bạn thời điểm tốt nhất để bón phân, bón lá cho cây hoa hồng. 1. Cho cây ăn qua đường rễ bình thường như hàng ngày các bạn vẫn chăm sóc. 2. Nếu các bạn cho cây ăn qua đường rễ thì ít nhất phải 3 ngày sau bạn mới thấy sự thay đổi biểu hiện trên thân lá cành. Nếu cây hoa hồng nhà bạn không được khỏe thì việc chuyển hóa phân bón thành năng lượng tác động lên lá cành còn lâu hơn nhiều. Vì cây hoa hồng khi chăm bón qua rễ phải cần có thời gian trao đổi chất từ sự quang hợp của lá, sau đó mới tạo được dinh dưỡng để cây hấp thụ. Chính vì lý do đó cho nên phải mất 3 ngày sau, nếu bạn chăm sóc tốt đúng thì bạn mới thấy sự màu xanh thay đổi ở trên những lá tán của cây hoa hồng được chăm qua đường phân gốc rễ này. Khi cây hoa hồng ăn bằng đường bón lá thì tất cả những quy trình tự nhiên cản trở như chú hoa hồng vừa nói thì đều bị loại trừ. Khi bón lá cho cây hoa hồng, cây trực tiếp hấp thụ ngay những dinh dưỡng được tích hợp trong phân bón lá mà không phải chờ đợi từ sự chuyển hóa dinh dưỡng ở dưới đất cộng với ánh nắng mặt trời quang hợp để thành dưỡng chất cho cây hoa hồng sử dụng. Chính vì vậy, khi phun phân bón lá cho cây xong, trong vòng 1 giờ lá cây đã tiếp nhận và trong vòng 24 giờ là các bạn đã thấy sự thay đổi trên màu sắc của lá cây. Ví dụ như cây sẽ xanh lá hơn chẳng hạn. Đó là những ưu điểm trong việc bạn cho cây hoa hồng ăn bằng đường lá. Nhưng thời điểm nào phun lá là tốt nhất cho cây hoa hồng thì các bạn cũng phải cần quan tâm. Vì như vậy chúng ta mới tận dụng hết được thành phần dinh dưỡng của phân bón lá mà không lãng phí phân và công sức trong một lần chăm sóc của chúng ta. Mời các bạn hãy nhìn kỹ những hình ảnh mà chú hoa hồng đang thị phạm. Xem thể trạng cây hoa hồng những lúc phun phân bón lá tốt nhất là như thế nào. Các bạn nom kỹ chưa? Những lúc mầm lộc như thế này là ở dưới mặt đất, bộ rễ đang làm việc hết công suất để phục vụ nhu cầu hàng ngày hàng giờ của mầm và lá. Chính lúc này là lúc bạn dùng phân bón lá hiệu quả nhất cho cây hay chậu hoa hồng. Bạn phải phun thật ướt đẫm tất cả cây hoa hồng kỹ như bị mưa. Nếu nước phân có chảy xuống gốc thì rễ vẫn hấp thụ tốt loại dinh dưỡng này.
những mầm và lá sắp mở kia, khi được thẩm thấu chất dinh dưỡng, sẽ kích thích bản năng sinh trưởng của toàn bộ thân, lá, cành. Do đó, nếu bạn phun vào buổi tối mát, thì ngay sáng hôm sau, bạn nồm đã khác ngay. Nếu bạn có một cây hoa hồng không phun để đối xứng. Ngày xưa, khi hoa học kỹ thuật chưa phát triển, thì những cây bị bệnh về gốc rễ sẽ dần bị chết và khi bộ lá vẫn còn xanh. Nhưng ngày nay, nhờ có phân bón lá đã giúp chúng ta kiểm soát được những bệnh về rễ và chúng ta có đủ thời gian để trị bệnh mà không sợ cây bị thiếu chất dinh dưỡng do chúng ta vẫn cho cây ăn qua đường bón lá vì bộ lá ở những cây bị bệnh gốc rễ này vẫn còn nguyên vẹn. Đó là thực sự là một ưu điểm, phải không các bạn? Thưa các bạn, sau mỗi lứa hoa nở, cây hoa hồng của chúng ta rất cần dinh dưỡng để hồi phục sức lực và chuẩn bị tạo mầm lộc mới cho lứa hoa sau. Ngoài việc tưới, bón phân qua đường gốc rễ, thì các bạn hãy cần bổ sung thêm qua đường bón lá. Và phân bón lá là một lựa chọn không thể tốt hơn cho sự phát triển những cây hay cho hoa hồng của chúng ta. Thời điểm phun phân bón lá như Trung Hoa Hồng vừa chia sẻ ở phần trên là thời điểm tốt nhất khi cây hoa hồng đang rất cần dinh dưỡng. Sự hấp thụ tự nhiên theo bản năng này của cây hoa hồng đã giúp cho cây phát triển khỏe mạnh hơn nhiều so với những cây hoa hồng bạn không phun phân bón lá và phun ở những thời điểm không thích hợp. Thưa các bạn, trên đây là những gì Chu Hồng vừa truyền tải tới cho các bạn về kỹ năng chăm sóc cây hoa hồng bằng phân bón lá, nhất là thời điểm phun thích hợp để tạo ra những chất tốt nhất cho cây hoa hồng mà không bị lãng phí. Rất có thể sự chăm sóc này khác với nhiều bạn đang chăm sóc hoa hồng. Nhưng Trung Hoa Hồng vẫn chia sẻ trên không gian mạng với hy vọng nếu các bạn có những cây hay chậu hoa hồng giống như Trung Hoa Hồng đang mục sở thị cho các bạn thì các bạn hãy phun phân bón lá. Nếu các bạn thấy khi phân bón lá là tích cực tạo sự phát triển tốt cho những cây hoa hồng của các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh Trung Hoa Hồng và chia sẻ với bạn bè của các bạn. Chỉ cần có như vậy, Trung Hoa Hồng đã có thêm động lực ngày càng viết những bài viết hay hơn, chuẩn xác hơn về kỹ năng, kỹ thuật chăm sóc hoa hồng. Nhất là hoa hồng đang được trồng ở trong chậu. Trung Hoa Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết bài viết này. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài viết tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.